Chào các bạn, trong video lần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất file PDF từ bản vẽ trong phần mềm PTC Creo 8.0. Hiện tại chúng ta đang là trong môi trường Drawing. Các bạn muốn xuất bản vẽ thì các bạn có thể lựa chọn là Ctrl P. Ctrl P ở đây chính là sử dụng cái chức năng Print. Các bạn có thể cài đặt size, thì bình thường tôi đã cài đặt bản khung bản vẽ ở đây là A3 rồi, thì cái bản vẽ người ta sẽ tự nhiên tự mặc định cái hướng ở đây thì tôi để hướng landscape là hoàn toàn chính xác. Các bạn cũng có thể điều chỉnh các scale hay là offset nó về phía x hay là về phía y, để tùy thuộc các bạn. Ở đây cũng có điều chỉnh là quality hoặc là full plot. Full plot là toàn bộ cái bản vẽ này. Các bạn có thể ấn lựa chọn Preview. Chế độ Preview mà các bạn có thể quan sát được. Các bạn tắt Preview. Sau đó các bạn có thể lựa chọn Print. Ở đây chúng ta lựa chọn chế độ PDF. Các bạn lựa chọn OK. Sau đó các bạn đặt tên, ví dụ như các bạn đặt tên là ví dụ 1 PDF. Đây là file 1 nha, tôi ghi là V1 là version 1. Tôi sẽ tiến hành bật ví dụ 1, đây các bạn có thể nhìn thấy. Tôi cho thu nhỏ màn hình. Ví dụ 1. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình ha. Nếu các bạn close, các bạn có thể nhìn thấy những cái đường nét ở phía trong này. Đây, ở đây những cái đường tâm này tôi nói. Ví dụ như ở đây là những cái đường nét khuất. Đây, đường nét khuất ha. Nhìn ở đây thì các bạn có thể thấy là nó là nét nét liền, nhưng nó mờ đi một chút. Nhưng tuy vậy, khi các bạn xuất ra thì sẽ hiện cái bản vẽ là nét đứt. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nét đứt và nét đứt. Tiếp theo là cái đường nét, các bạn có thể nhìn thấy đường nét, những cái đường nét bao nó cũng lớn và nó đậm hơn ha. Đường nét bao này đậm hơn so với các đường tâm, đường giống kích thước hay là cái mặt cắt. Cách thứ hai là các bạn có thể sử dụng, đó là các bạn vào File, sau đó các bạn vào Save As, sau đó các bạn Export. Cái chức năng Export này thì nó còn bao gồm là ví dụ như các bạn muốn Export sang một cái định dạng khác. Ví dụ như là các bạn định dạng sang một định dạng DWG để sử dụng trong vẽ, tức là chỉnh sửa thêm ở phần mềm AutoCAD hay là AutoCAD Mechanical. Hoặc là cũng có thể đưa ra các dạng ảnh, dạng tip. Đây cũng có các định dạng như là IGES, đưa định dạng step, PDF. Các bạn có thể ví dụ ở đây các bạn vào lựa chọn là DWG. DWG các bạn, sau đó các bạn vào setting thì các bạn có thể là lựa chọn cái version. Cái version mà các bạn muốn export nó để mở dễ dàng hơn. Ngoài ra có một vài cái tùy chọn, ví dụ như là hatching, là cái mặt cắt hay là cái pawn hay là những cái ghi chú. Bây giờ tôi sẽ để nguyên. Tôi thử nhé. Add property, đây các bạn có thể nhìn thấy. Rồi, tôi lựa chọn OK. Thôi, tôi đặt là ví dụ 2 các bạn nhé, ví dụ 2. Ví dụ 1.1 để cho nó khác cái tên này, lúc nãy tôi đã xuất rồi các bạn. OK rồi, tôi thấy có cái ví dụ 1.1 rồi, tôi open. Sau đó tôi sẽ mở cái ví dụ 1.1 đây các bạn nhìn thấy, tôi open cho các bạn thấy. Thì các bạn có thể thấy là phần mềm xuất ra cho chúng ta cái đường nét cũng rất là tốt, rất là chuẩn.
đôi có một chút lỗi ở đây, có một chút lỗi, không vấn đề thì chúng ta vẫn có thể chỉnh sửa một cách dễ dàng. Các bạn tiến hành sửa ở đây, các bạn xem ở đây có cái đường nét, các layer, các bạn có thể vào đây các bạn chỉnh sửa các layer. Hiện tại Lightway đều đang để hết, tất cả đều là default hết, thì các bạn có thể chỉnh sửa, thiết lập lại để làm sao để cho nó phù hợp với cái mục đích, mục tiêu, cái mục đích của các bạn. Rồi tiếp theo tôi sẽ thử xuất ở định dạng PDF vào setting. Các bạn để chế độ quality là 600 này. Bây giờ các bạn để là, lúc nãy tôi đã để color đúng không? Tôi sẽ để dạng là grayscale, này là dạng xám. Bây giờ tôi sẽ để dạng đen trắng các bạn nhé. Monochrome này. Đây có một vài cái tùy chọn khác. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Trong khuôn khổ cái video này thì tôi chỉ hướng dẫn các bạn. Đây bây giờ tôi sẽ lựa chọn là OK. Export. Tôi vẫn để desktop, bây giờ tôi là ví dụ 111. OK. Bản vẽ đã được xuất lên, bây giờ tôi sẽ mở các bạn. Đây là bản vẽ được xuất ở dạng monochrome, là cái loại cái định dạng đen trắng các bạn nhé. Đây còn định dạng màu, định dạng đen trắng thì định dạng như thế nào cũng được, tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng của các bạn. Tuy nhiên tôi muốn nói đây là cái đường nét phần mềm xuất ra cũng rất là chuẩn xác, nét liền đậm và nét liền mảnh, hay là các nét đứt hay các đường tâm rất là chính xác. Rồi video này đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn.